Rồi, xin chào quý các bạn. Hôm nay điện máy xong anh sẽ giới thiệu đến các bạn cái máy cưa Cubana 365. Máy này là máy chính hãng của Thụy Điển. Thì ở đây chúng tôi có một cái bảo vệ lam và một cái lam lam 20 inch. Đó, thì nói chung là cái lam xích đi theo máy thì nó cơ bản là mình có thể thay đổi được tùy theo nhu cầu của quý khách cần cái lam bao nhiêu. Ở đây chúng ta có cái vỏ thùng này, nhìn ngoài cái vỏ thùng đây là màu xanh than. Đây, nó có chữ Havana này. Havana này. Đây, đây là các mặt của vỏ thùng. Đặc biệt là một bên nó sẽ có một cái tem của nhà nhập khẩu độc quyền của hãng Havana. Và bên dưới thì chúng ta có cái một cái tem bao gồm số series, cân nặng và cái xuất xứ của máy, mã máy, các thứ ở trên này hết. Đó, ở cái máy nhái thì thường nó không có cái này đâu. Ok, rồi đây là cái vỏ ngoài này. Còn bây giờ tôi sẽ mở máy ra. Máy được dán lại nhá. Đây tôi đã mở sẵn rồi. Rồi, trong máy thì chúng ta có một cái máy này, xích, phụ kiện này, tem bảo hành và sách hướng dẫn nhé. Rồi hết rồi. Ok, rồi tôi sẽ nói qua trước nhé. Phụ kiện của máy thì, những cái đi kèm máy thì bao gồm một quyển sách hướng dẫn bằng tiếng Anh, cuối còn có cả chữ ký của hình như giám đốc chủ tịch gì đó. Đây, đây là sách của Havana nhé. Đây là chúng ta có một cái phiếu bảo hành của cái công ty nhập khẩu này. Ở đây số series và mã máy cũng như là cái thời hạn nhập máy và bảo hành là đều được ghi trước, trước khi đến tay của đại lý hoặc nhà phân phối trước nhé. Và một cái hộp xích, xích này thì nó sẽ phù hợp với cái lam các bạn đặt mua thôi. Và đây nữa, chúng ta có cái phụ kiện, hai cái lục, một cái sao, một cái kiểu tô vít tê tháo lam xích, rồi thì buji các thứ này, nó vẫn nó có cả mã miếc các thứ đây, vẫn dán nguyên tem nguyên hết này. Đó, rồi còn đi, đây là máy của ta nhá. Hàng chính hãng thì nó rất là hay là cảm giác cái cầm, cảm giác đầu tiên cầm của nó là nó rất là chắc chắn. Cái máy này thì ban nãy tôi cân thử của nó là 6,3 cân nhá, đầu máy không lam xích nhá. Đây là cái máy của chúng ta, các bạn có thể nhìn tổng thể nhá. Đó, Havana 365 này. Ok, rồi bây giờ tôi sẽ nói chi tiết từng cái để chi tiết nhất về cái hàng chính hãng. Nó có rất là nhiều chi tiết nhưng mà chi tiết lớn để chúng ta nhìn thấy đầu tiên đó là cái biểu tượng Havana ở trên vỏ này luôn này, cái biểu tượng này, chữ H này, cũng như là cái ở đây nữa, chúng ta cái tem này của nó. Bình thường cái hàng nhái nó màu các thứ của nó thường nó màu đen, cái này của nó sẽ cách điệu giữa màu xanh và màu xám. Havana màu xanh, Special 365 thì màu xám nhá. Đây nữa, và đặc biệt cái này thì độc của hàng chính hãng mới có nhá. Đây, Havana 365 SP này, Havana AB của sản xuất từ Havana ở Sweden. Đó, thì ở đây nó cũng có một cái mã series máy này, 20181701407 nhá. Đó, cái này thì ở vỏ thùng có luôn này. Các bạn có thể thấy, nhìn lại cái vỏ thùng của chúng ta. Đó, đuôi 20181701 nhớ đuôi 1407 này, 1407, và ở đây cũng 1407 này. Đó, rồi ok. Đến nữa là chúng ta nhìn vào trước này, đằng trước máy thì nó cũng có một cái mã, nó chìm nó hơi khó nhìn ở phần dưới bô. Đấy, cái hàm rồng này, thực ra mỗi cái hàm rồng này nó cũng có luôn này. Các bạn nhìn rõ ở hàm rồng này nó cũng có nhá. Thường những cái máy khác nó không bao giờ có. Thì đây là những cái chi tiết mà nhìn qua là mình thấy này. Đó, ok. Và đây, đặc biệt nữa ở bên dưới máy nó cũng có một cái series dán ở đây rồi. Đấy, đấy. Ok, rồi tôi sẽ tháo phần này ra để các bạn nhìn rõ. Máy này có bộ hơi nhá. Bộ hơi của nó màu xanh luôn này.
Bây giờ tôi sẽ tháo. Tháo cái ốp lam. Đó. Đây. Rồi ok các bạn có thể nhìn thấy nhá. Ở cái ốp lam này này, trước hết là ở cái phần rời này ra chúng ta có thể nhớ. Đây là biểu tượng của Havana này. Đó. Trên này cũng có một vài cái mã và made in Sweden. Đó. Dập nổi luôn. Hàng nhái không bao giờ có. Rồi. Ok. Tiếp đến là các bạn nhìn vào đây. Nhìn rất rõ ràng luôn. Đó, Sweden này. Từ cái ở cái phần máy này của chúng ta đều có hết này, power mate này. 378 này. 201805 này, Sweden này. Tất cả nó đều là cái quần này cái nó là nổi hay chìm gì đó này. Không bao giờ bị mất luôn. Đây nữa. Trên này chúng ta cũng có này. Đấy các bạn nhìn qua nó rất là nhiều chỗ có, thậm chí ở dưới cái này nó cũng có nhưng mà cái này bây giờ phải tháo ra mới thấy. Đó, cái này phải tháo ra mới thấy này. Và hàng rồi các bạn có thấy đây là cái bằng nhựa để nó giúp cân bằng khi chúng ta lắp cái ốp lam này mà không chúng ta không lắp lam xích vào. Đó, nó để cân bằng cho nó không bị lệch cái này khi chúng ta lắp này. Và các bạn để ý nữa là gần như toàn bộ những cái ốc ở trên cái máy hu xịn này, U365 xịn này đều là ốc theo kiểu ốc dạng sao. Ốc dạng sao 6 cánh. Các bạn có thể ý tất cả gần như là tất cả các ốc này. Nhìn mặt này gần như 2 4 6 8 chục gần chục cái ốc. Toàn bộ của nó đều là ốc sao. Toàn bộ đều là ốc sao. Kể cả mặt dưới này cũng thế này. Đó. Ok, mặt dưới này cũng là ốc sao luôn này. Thậm chí ở bên này cái này nó cũng thuộc dạng sao. Đây, gần như toàn bộ của nó đều là ốc dạng sao hết nhá. Kể cả bây giờ nó có ở những cái này nó có hai cái rãnh. Nó cũng là dạng sao và sể rãnh. Đó. Rồi, với lại rồi ok, chắc nó cơ bản có thế thôi. Thực ra còn bên trong máy này này, ở đằng sau cái ốp giật này của nó cũng có rất là nhiều cái mã về series các thứ. Nhưng mà chúng ta phải tháo ra mới thấy được cơ. Ở đây máy mới nên tôi không được phép tháo. Đó. Ok. À đâu, tôi tháo cho các bạn cái bộ gió này ra đã. Ở bên trong này. Đặc biệt là bộ này là các bạn phải để ý này. Đó. Đây. Đây là cái lọc gió của nó nhá. Các bạn nhìn thấy nó dùng cái chế Wabro. Dùng chế Wabro nhá. Đó. Các bạn thấy đấy nhá. Dây riếc của nó rất là gọn ở bên trong. Đặc biệt là cái đây này, cái này này. Cái bộ phận gió hút gió này vào của nó cũng được in logo luôn. Đó. Nó được in logo luôn. Các bạn nhìn rất là rõ ràng luôn nhá. Ok. Rồi, cái này nếu mà không nhìn qua video nó không rõ lắm thì các bạn có thể cái lúc xem thực tế, quan trọng là xem thực tế. Đây là cái buji và máy này. Đó. À, tôi nói qua thêm một tí về cái thông số của máy. Máy nó sử dụng cái động cơ là 65,1 cc, cái xi lanh của nó, và có công suất là 3,4 kW nhé. Rất là khỏe. Đây, máy còn có bộ hơi để giúp chúng ta giật nó nhẹ hơn. Và cái phần lốc máy của nó rất là chắc. Ở đây nữa, lốc máy kim loại nhé. Kim loại. Đó. Rồi, hàm rồng rồi thì bộ phận cân bằng máy này các thứ. Rồi ok, đằng này thì chúng ta có tắt mở các thứ như bình thường thôi. Đó, máy này thì nó vẫn chưa có cái tự động đóng gió, là tự động mở gió. Rồi ok. Rồi, các bạn tôi vừa giới thiệu qua cho các bạn cái máy Havana 365 hàng chính hãng này. Các bạn nào có nhu cầu tìm hiểu thêm về chiếc máy này hoặc là
nhu cầu mua cái sản phẩm Huvana 365 của Thụy Điển này thì các bạn có thể liên hệ theo cái số điện thoại trên màn hình hoặc là để lại số điện thoại ở comment bên dưới. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại quý vị và bạn trong những video lần sau.